Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim-airdrop nhận được 1 triệu đồng token TaylorDemons TaylorToken, ký hiệu là TDS nhé. Một số thông tin về đồng token này, số tổng vốn phát hành là 1 triệu tỷ, đã có 222 tài khoản hóa đơn và đã phát sinh 611 lần giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim-airdrop.net, link truy cập website của mình là Sau khi đã vào website, bạn làm thứ hai đến 200 bạn sẽ chọn các bạn sử dụng copy vào trong đồng tiền, và các bạn quay sang ví MetaMask hoặc cái chuột wallet của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví của mình, ký hiệu là TDS, số tài khoản là 8. Rồi nhập add token và nhập import token để thêm một token vào nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví thì các bạn quay trở lại website claim-airdrop.net, tìm thấy bước 2, nhấp vào claim của họ để nhận token. Rồi chương trình airdrop sẽ kết thúc vào 35 ngày nữa, và nó đã sẽ clip lên sàn ParkOnSwap vào ngày 30 tháng 11. Sau khi niêm yết giá nó sẽ là 0,0002 làm được bạn được này, yêu cầu anh là các cái đấy, yêu cầu nơi có cái lối dưới các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lối này. Mạng bên cái xe đang bị lỗi, các bạn làm giải thích mình sẽ làm lại sau. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim-airdrop.net để cập nhật hướng dẫn tiếp về thẻ token mới nhất cho người mạng và lần hoặc spot trading. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch như Binance, MXCZ, Cardano, cách tìm nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh. Rồi, mình sẽ thử làm lại cho nó. Có khoảng thời gian thì các bạn cứ vào đây chờ một lát, sau các bạn cả vào đây cả làm và mất khi ra là ok thôi nhé. Video này sẽ có khả năng là chờ sẽ mất thời gian rất nhiều thời gian, thì các bạn cố gắng cả làm nhé. Mình video sẽ được kết thúc đây, các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé.